Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn đang triển khai dự án đô thị. Xã Lưu Xá đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Trên 50 tỷ đồng cải tạo nâng cấp giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh lân cận. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh dài hơn 110 km, trong đó qua Hưng Yên là hơn 19 km, dự kiến khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Dự án sẽ cần đất đắp bao hơn 12 triệu mét khối, cát xử lý đất nền hơn 10 triệu mét khối, cát xây dựng hơn 3 triệu mét khối, cùng hơn 7 triệu mét khối cấp phối đá răm, đá đổ bê tông. Vật liệu đổ đi, đất đào, gạch bê tông phá dỡ là 5 triệu mét khối. Tỉnh Hưng Yên có một số mỏ cát với tổng trữ lượng khoảng 4,5 triệu mét khối, trong đó 3 mỏ cát sông đã được quy hoạch đấu giá và cấp phép khai thác đang hoạt động với tổng trữ lượng 1 triệu mét khối và công suất khai thác 200.000 mét khối một năm. Một mỏ được quy hoạch đã đấu giá trữ lượng khoảng 1 triệu mét khối, một mỏ được quy hoạch trữ lượng khoảng 500.000 mét khối. Về bãi đổ thải, Hưng Yên bố trí 3 khu vực có thể chứa tạm thời khoảng 1 triệu mét khối đất đá thải tại huyện Khoái Châu. Qua khảo sát hiện nay, các mỏ vật liệu để phục vụ thi công dự án nằm trên địa bàn 9 tỉnh thành phố. Mặc dù Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các nghị quyết triển khai với một số cơ chế đặc thù trong việc cấp phép khai thác vật liệu thông thường, Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 đã có công văn đề nghị các địa phương lân cận phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả, cần sự vào cuộc trực tiếp của các địa phương trong vùng. Đến nay, việc khảo sát được thực hiện tại Hà Nội và 9 tỉnh với hơn 100 mỏ, tổng trữ lượng và khả năng khai thác đều vượt quá nhiều lần nhu cầu của dự án. Lãnh đạo các bộ ngành liên quan và đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xung quanh đường vành đai 4 như Hòa Bình, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc đã bàn các giải pháp để tháo gỡ khó khăn về bố trí nguồn vật liệu, khai thác mỏ cát, nơi chứa chất thải để triển khai xây dựng dự án đường vành đai 4 được thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, cũng nêu một số khó khăn và kiến nghị các giải pháp để triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, nguồn vốn, cơ chế đặc thù để thi công dự án. Thì đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cũng sớm thẩm định nhanh cái phê duyệt cái DDM của hai dự án là 1.2.2 và 1.2. Tức là dự án đường song hành và dự án 1.2 dự án giải thoát bảo. Liên quan đến dự án thành phần 1.2 đề nghị tư vấn cách đi về Hưng Yên xác nhận cái phần thiếu đó để trên cơ sở đó thì Hưng Yên sẽ phê duyệt với trên thành kết luận của đồng chí trưởng ban yêu cầu Hưng Yên được phê duyệt theo thực tế. Cái đó là Hưng Yên rất dễ làm cái đó, có cái ý kiến đó thì chúng tôi phê duyệt ngay. Cái phần vừa đấy tôi vẫn phê duyệt là nguồn vốn trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên ở đây vẫn là Hà Nội vẫn là chủ đầu tư thì điều phối toàn bộ ở trong lấy cái tiền dự phòng ra. Sau này giả sử chúng tôi có tính toán cụ thể thiếu 1.000 hay 2.000 nữa thì cũng rất mong đề nghị lấy cái nguồn dự phòng để điều hòa chung cho các dự án thành phần nếu bị thiếu. Chúng tôi rất băn khoăn và lo lắng là cái cát của nhân chúng tôi rất là hiếm, hai mỏ cát thì không hầu như rất ít cung cấp cái nhu cầu trong tỉnh còn thiếu rất nhiều. Nhưng bên phía Hà Nội thì rất là nhiều mỏ cát thì đề nghị các cái mỏ mà chưa được đấu thầu đấu giá thì sau này các nhà thầu trúng thầu được phép khai thác cái đó để sử dụng ngành nhà vốn. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo dự án khẳng định sẽ báo cáo đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng địa bàn các tỉnh ngoài Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh có mỏ vật liệu đáp ứng yêu cầu có thể cung cấp phục vụ thi công dự án đường vành đai 4. Kiến nghị cho phép nhà thầu bổ sung thực hiện xây lắp trong dự án thành phần 3, đối tác công tư PPP cũng được hưởng các chính sách đặc thù liên quan đến vật liệu xây dựng. Giao cho đơn vị tư vấn làm việc với ban chỉ đạo các tỉnh lên phương án về các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các bộ, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án thành phần, nhất là các báo cáo đánh giá tác động môi trường và các địa phương đã trình hồ sơ. Về các mỏ vật liệu xây dựng
Tôi thấy là cả các thì khu vực Hà Nội thì chúng ta đã bảo rồi, nhưng mà liên quan đến đất đắp và sỏi đá thì chắc nó phải liên quan đến các tỉnh phụ cận. Đấy. Nhưng mà nên có địa chỉ cụ thể, sản lượng cụ thể và cũng chỉ rõ, ví dụ như mỏ đang khai thác thì tăng công suất, mỏ chuẩn bị đấu giá là những mỏ nào. Nhưng theo tôi ở đây cũng nên rộng ra một tí, rộng là rộng về mặt công suất, rộng là rộng về mặt sản lượng. Bởi vì như cát chẳng hạn thì như công chí nói nó chỉ khai thác được có 6 tháng thôi, và mùa mưa lũ là không khai thác được. Cho nên là có thể ở đây chúng ta thì có 10 triệu mét khối cát, nhưng chúng ta phải chỉ những các mỏ có khi đến 15-20 triệu, bởi vì nhiều người khai thác thì lúc ấy mới đáp ứng được tiến độ. Đảm bảo nguyên tắc là các mỏ là phải gần nhất, dễ khai thác nhất và cuối cùng phải là rẻ nhất. Liên quan đến nguồn vốn, mai kia Hưng Yên khó khăn, vấn đề liên quan đến tổng mức có vượt hay không, thì tôi nghĩ rằng là sau khi chúng ta duyệt được dự án thành phần 3 thì chúng ta mới tổng hợp 1, 2, 3 được, nó vượt hay không vượt, cơ cấu nó thay đổi thế nào, ta mới báo cáo được với Chính phủ, báo cáo được với Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo tinh thần nghị quyết 56 của Quốc hội. Riêng cái dự án này thì 3 tỉnh chúng ta hết sức là quan tâm đến cái vấn đề về nguồn gốc đất, cái thứ hai là diện tích đất. Đất đấu giá là tốt nhất, là chọn cái tốt nhất trong cái đấu giá để bố trí tái định cư. Về tổng mức đầu tư dự án thành phần, trưởng ban chỉ đạo một lần nữa nêu rõ quan điểm đã thống nhất là căn cứ vào thực tế để tính toán, trường hợp vượt tổng mức dự toán ban đầu thì được phép sử dụng ngân sách địa phương. Lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố nơi có dự án đi qua và trong vùng coi dự án đường vành đai 4 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện, tạo động lực phát triển cho vùng thủ đô và đất nước. Thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường, thực trạng và giải pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là một trong những nội dung chính tại hội nghị giao ban báo chí quý 1 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin cơ bản, kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trang thông tin điện tử, fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được đánh giá đã nhanh chóng cập nhật các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý 2 năm 2023, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về một số cuộc thi chính luận, các ngày kỷ niệm dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tháng công nhân, tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, việc triển khai thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tiếp tục mở các chương trình chuyên mục mới. Các địa phương, ngành chức năng cần tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin khi phóng viên liên hệ tác nghiệp. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về thực trạng và phương hướng giải pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi, đề nghị được làm rõ, như giải pháp khắc phục tình trạng doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp xả thải cũng như các doanh nghiệp xả thải nhưng dưới mức phải thực hiện quan trắc tự động, công tác xử lý thu gom rác thải và nước thải, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, việc tăng cường giải pháp quản lý bảo vệ môi trường ở các khu đô thị mới và khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền chủ trương chỉ đạo của tỉnh và việc thực hiện các nghị quyết về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ nay đến cuối năm để xây dựng kế hoạch tuyên truyền của cơ quan đơn vị mình, chú trọng nêu các tấm gương tiêu biểu, các mô hình làm tốt, tăng cường phản ánh những vấn đề mới phát sinh trong thực tế để phản ánh đến các cơ quan chính quyền, đồng thời có tác dụng cảnh báo, định hướng dư luận xã hội. Sáng nay tại huyện Văn Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn đang triển khai dự án đô thị Vinhome Ocean Park, The Empire, khu đô thị Đại An thuộc các huyện Văn Giang, Văn Lâm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Hưng Yên, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, từ khi dự án đô thị thuộc huyện Văn Giang, Văn Lâm đi vào triển khai hoạt động, xây dựng đã thu hút lượng lớn lao động tại các tỉnh, nhất là Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai với số lượng khoảng 50.000 người đến sinh sống làm việc. Trong đó có khoảng 30.000 lao động là người dân tộc thiểu số. Qua công tác nắm bắt, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện nhiều lao động là người dân tộc thiểu số nghiện ma túy, sử dụng tổ chức sử dụng hoặc tham gia mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tại hội nghị, các đơn vị chức năng sở ngành có liên quan, chính quyền các cấp ở hai huyện Văn Lâm và Văn Giang và chủ đầu tư các dự án đô thị đã báo cáo, thảo luận về những giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn đang triển khai dự án đô thị, như việc quản lý và sử dụng lao động của chủ đầu tư dự án và các nhà thầu xây dựng còn nhiều bất cập. Vấn đề cung cấp thông tin lao động để quản lý tạm trú, việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động với các nhà thầu chưa được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra một số những mặt hạn chế cho công tác phối hợp giữa cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn. Sự vào cuộc của các sở ngành địa phương còn thiếu quyết liệt, việc rà soát để sàng lọc các đối tượng nghiện ma túy không được thực hiện. Khi chúng tôi nắm tình hình và thấy tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn các ở công trường này có dấu hiệu phức tạp, thì giám đốc công an tỉnh cũng đã có kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến ma túy. Và chính vì vậy chúng tôi cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban chỉ đạo 138 là tổ chức cuộc họp như này. Tôi đề nghị là cái này cũng phải trách nhiệm của tập đoàn, của Vinhome và các cái nhà thầu xây dựng. Chứ còn bây giờ chỉ lực lượng công an không, hoặc là chỉ có lực lượng chính cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo thì cũng lấy công an là nòng cốt. Thế mà bây giờ nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả Vinhome và các nhà thầu thì có lẽ là cũng không thể thực hiện được. Ngay như cái chuyện mà bắt 74 vụ kiểm tra các đồng chí ở Vinhome thì nói là có hợp đồng nhưng mà thực ra là chả có hợp đồng lao động. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh ma túy là một trong những căn nguyên dẫn đến tình hình mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đấu tranh tội phạm ma túy không chỉ trách nhiệm của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cộng đồng. Do đó, để đấu tranh với loại tội phạm này, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và công dân. Để giải quyết triệt để tội phạm về ma túy và người sử dụng ma túy, đồng chí yêu cầu trước hết, ngoài việc giải quyết các tồn đọng cũ, thì lực lượng công an cần ra soát, thống kê xác định đối tượng nghiện để có biện pháp xử lý. Các sở ngành cần hướng dẫn các địa phương về quản lý lao động và xử lý người nghi nghiện, chủ đầu tư dự án đô thị và các nhà thầu trong vòng 10 ngày có báo cáo thông tin đầy đủ về số lao động làm việc tại các công trường và chấp hành nghiêm pháp luật về sử dụng lao động. Để môi trường lao động an lành, không có đối tượng nghiện, chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã nằm trong vùng dự án sàng lọc người lao động để phát hiện người nghiện đưa đi cai nghiện tập trung. Hướng dẫn các địa phương để nắm cái tình lao động và trong đó có cái thông tin mà liên quan đến cái đối tượng nghiện tại các doanh nghiệp mà trên địa bàn tỉnh nói chung đấy, và trong đó là có cái chuyện là của Văn Giang, Văn Lâm xác định người nghiện rồi thì phải xử lý theo quy định pháp luật thôi. Đối tượng nào được xử lý hành chính này, đối tượng nào mà nếu mà nó vượt quá cái mức độ hành chính rồi thì nó là tội phạm rồi thì phải xử lý theo quy định pháp luật. Báo động nhá, phải xây dựng chương trình kế hoạch cái thanh tra cái xử lao động tại các doanh nghiệp nói chung, mà đặc biệt là những cái địa chỉ có nguy cơ liên quan đến cái việc vi phạm luật lao động nói chung và trong đó có ma túy. Giải quyết cái tồn đọng cũ, tồn đọng cũ tức là gì? Tức là những đối tượng mà các anh phát hiện nghiện thì cố gắng làm sao đó mà tạo điều kiện giúp cho người nghiện đó. Thì nếu là người của nghiện thì ta giải quyết theo công thức của nghiện. Thì còn nếu là người tỉnh khác thì giải quyết theo cái định hướng là cai nghiện tại cái địa phương đó. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đối với các nhà thầu xây dựng phải sàng lọc người lao động ngay từ các địa phương. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn cho công tác đưa người nghiện đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Lực lượng công an tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy. Cần phân công, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, những địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể để triệt phá các tụ điểm ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn. Xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ là địa phương giáp danh với các khu công nghiệp thu hút hàng nghìn lao động thuê nhà trọ. Để đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho người lao động, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp.
Anh Phạm Đức Nhất có 14 phòng trọ. Sau khi được địa phương tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, anh đã lắp đặt hệ thống camera giám sát gồm 5 mắt cam ở ngay cổng và các tầng của phòng trọ để kiểm soát người ra vào, đồng thời niêm yết bảng nội quy nhà trọ, trong đó có số điện thoại của chủ nhà và của công an xã để kịp thời khai báo khi xảy ra vụ việc. Các đồng chí công an thường xuyên đến và nhắc nhở và kiểm tra về an ninh trật tự của dãy nhà trọ. Trước khi đến trọ là phải trình căn cước công dân để chúng tôi làm tạm trú tạm vắng. Khi mà nhà tôi mà có người trọ mới đến thì là chỉ trong 24 giờ là tôi đã xong cái tạm trú. Khu mình ở thì mỗi một tầng là có một camera khép kín để theo dõi giám sát. Xong lại cổng có một camera an ninh trật tự, nó được đảm bảo môi trường trọ sạch sẽ, tôi thấy rất yên tâm. Gia đình bà Doãn Thị Mai kinh doanh phòng trọ từ năm 2010, có tất cả 25 phòng trọ với hơn 30 người thuê đến từ các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình. Trước đây, khi chưa hiểu luật, bà chưa chú ý đến việc khai báo tạm trú cho người ở trọ. Nhưng khi chính quyền địa phương, trực tiếp là lực lượng công an xã quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, gia đình bà Mai đã chấp hành đúng quy định. Công an là cũng đến hướng dẫn, rồi nhà tôi là đi làm giấy tờ giúp các cháu. Chủ trọ đấy cũng làm giấy tạm trú tạm vắng cho tôi. Chưa bao giờ xảy ra trộm cắp hay là đánh nhau ở đây cả. Xã Lưu Xá là địa phương có số hộ kinh doanh nhà trọ nhiều nhất huyện Yên Mỹ, với trên 100 khu nhà trọ cho trên 2.000 người đến từ nhiều tỉnh thành phố thuê. Để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ nhà trọ và người thuê trọ tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Những các cái trường hợp nào đến lưu trú mà không đăng ký tạm trú tạm vắng thì công an xã xử phạt hành chính đối tượng đến trọ và kể cả những các cái chủ nhà trọ. Nếu như trước đây Lưu Xá là địa phương phức tạp về an ninh trật tự do sự biến động lớn về dân số cơ học, thì nay nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng công an ninh trật tự tại các khu nhà trọ đã được đảm bảo, tình hình phạm pháp không xảy ra, đặc biệt là không có người thuê trọ vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu khóa 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên được thành lập từ ngày 23 tháng 1 năm 2018. Đến nay đã thu hút được 377 hội viên tham gia. Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hưng Yên đã tích cực thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng, đưa hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào cuộc sống và có tác động tích cực đến toàn xã hội. Tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn phân biệt hàng thật, hàng giả cho hơn 1.500 đại biểu tham dự, đăng tải hơn 1.000 tin bài trên website của hội về lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng. Hàng năm phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. Từ năm 2022 đến nay, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang triển khai cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn với kinh phí đầu tư trên 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ là hơn 5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của địa phương. Các tuyến đường được cải tạo nâng cấp đều là các tuyến trục chính của xã, chủ yếu nối từ DT377 đến các thôn Đan Kim, AB Quán Trạch, ấp Kim Ngưu với tổng chiều dài khoảng hơn 4 km. Trong đó, đoạn từ DT377 đến đầu nối vào ấp Kim Ngưu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Một số tuyến còn lại đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành với các hạng mục như kè bờ, lu nền. Các tuyến đường được cải tạo xây mới đều có chiều rộng từ 3,5 đến 5 mét, đảm bảo kết cấu vững chắc, được đổ bê tông hoặc giải nhựa áp phan hiện đại. Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại giao thương, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, sớm đưa xã về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian không xa. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1967, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tội trốn thuế. Quá trình điều tra hoạt động kinh doanh, trong 2 năm 2020 và 2021, Nguyễn Ngọc Hưng là người đại diện theo pháp luật và giữ chức giám đốc công ty đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên với số tiền hàng hóa, nguyên liệu đầu vào hơn 14 tỷ đồng. Sau đó, Hưng sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán
hàng hóa, nguyên liệu, phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty An Phúc Hưng phải nộp. Qua đó trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.